Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Bí quyết thành công trong cuộc sống. Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình thành công, tuy nhiên con đường đi đến thành công của mỗi người không giống nhau. Sẽ có người gặp được con đường bằng phẳng, nhưng có người sẽ phải đi những con đường gập ghềnh, nhiều chông gai, rào cản. Hãy để Lịch Nghề Tốt cùng bạn vượt qua những rào cản đó để tiến bước đến thành công nhé! Dung hòa giữa gia đình và công việc. Công việc quan trọng, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta xem đó là mục tiêu hàng đầu để đạt được. Để có thể làm việc tốt, bạn cần có một hậu phương vững chắc, đó chính là gia đình. Gia đình là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định đến thành công của bạn. Đó là nơi để bạn quan tâm, chăm sóc và lo lắng. Bạn hãy nghĩ rằng tất cả những gì mình làm, mình cố gắng không phải vì lợi ích của bản thân, mà là vì gia đình và xã hội. Vì thế, bí quyết để thành công trong cuộc sống là phải biết dung hòa giữa gia đình, trong công việc và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Quý trọng thời gian. Bạn không chỉ có thời gian làm việc mà còn có thời gian nghỉ ngơi, thời gian dành cho gia đình, người thân, bạn bè. Vì vậy, ngay từ lúc này, hãy xem lại những gì mình đã làm trong thời gian qua và những việc sắp làm để có một thời gian biểu thật khoa học cho công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Biết quý trọng thời gian sẽ cho bạn một cuộc sống thoải mái và ý nghĩa hơn rất nhiều. Bởi vậy, đừng bao giờ để lãng phí thời gian với bất cứ lý do gì. Điều đó sẽ góp phần rất lớn cho thành công của cuộc sống của bạn. Không thể thiếu những nguyên tắc và niềm tin. Trong cuộc sống, nếu không có những nguyên tắc thì chắc chắn bạn sẽ không thể đạt được đến đỉnh cao của thành công. Nguyên tắc giúp xây dựng cách sống, cách làm việc và mang lại hiệu quả cao trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ nguyên tắc trong công việc, trong cuộc sống cá nhân, gia đình. Không thể mang những nguyên tắc trong công việc áp đặt vào cuộc sống riêng và ngược lại. Có những nguyên tắc đúng đắn và khoa học là một trong những bí quyết không thể thiếu để giúp bạn thành công trong cuộc sống hiện đại bây giờ. Lòng đam mê, hành động và kiên trì. Thời gian giúp bạn thực hiện những điều mình muốn, nguyên tắc giúp cho cuộc sống và công việc của bạn được thực hiện một cách khoa học. Còn lòng đam mê sẽ thôi thúc bạn đi đến hành động và giúp bạn kiên trì hơn để đạt được những gì mình muốn. Sự kiên trì giúp cho ý chí và quyết tâm trong bạn ngày càng được nâng cao và vững chắc hơn. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn rào cản và có thể sẽ có cả những thất bại. Nhưng nếu bạn thực sự là một người kiên trì, thì tất cả những điều đó sẽ bị đẩy lùi lại phía sau, nhường đường cho những điều tốt đẹp ở phía trước. Không nuối tiếc. Thêm một bí quyết giúp bạn thành công trong cuộc sống là không nuối tiếc. Trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện khiến mình không vui, không hài lòng hoặc có thể bỏ lỡ dở cơ hội mà đáng ra phải nắm được trong tay. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà bạn cho phép bản thân chán nản và nhắc đến việc đó mãi giống như sự tiếc nuối. Thay vào đó, hãy xem những điều đã mất như một bài học kinh nghiệm cho cuộc sống để cố gắng đạt được những điều tuyệt vời hơn. Không làm những việc quá khả năng. Warren Buffett, nhà tiên tri xứ Omaha, người giàu thứ ba trên thế giới từng nói: "Tôi không thích nhảy qua những bức tường rào cao 2 mét, tôi chỉ tìm những bức tường rào khoảng 30 mét để có thể bước qua." Một dự định quá lớn sẽ khiến cho bạn dễ mệt mỏi và chán nản. Vậy tại sao bạn không chọn những công việc vừa sức với mình để thực hiện? Một gia đình hạnh phúc hay một công việc yêu thích sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Ai cũng có những ước mơ của riêng mình, nhưng phải xác định rõ rằng không thể bằng một bước bạn sẽ đạt được ước mơ đó. Hãy bắt đầu với những gì bạn có thể làm được và dần dần vươn tới những điều cao hơn, xa hơn. Không biết thỏa mãn. Thành công chỉ đến với những ai biết cố gắng và luôn có những khát vọng trong cuộc sống. Nếu bạn chỉ đọc hết một cuốn sách và cho như vậy là đủ, thì không bao giờ bạn có thêm kiến thức, kỹ năng cho bản thân mình. Trong cuộc sống và công việc cũng vậy, cuộc sống luôn là những thử thách và bạn phải tìm cách để vượt qua tất cả những thử thách đó. Nếu bạn dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đạt được, thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận bỏ cuộc. Hãy luôn có những dự định mới trong cuộc sống và cố gắng để đạt được nó, có như vậy bạn mới thật sự là người thành công. Dám nghĩ, dám làm. Khi bắt đầu làm bất cứ công việc gì, bạn cũng hãy nghĩ đến những rủi ro và dũng cảm đón nhận nó. Hãy nhớ là bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, đừng để người ta nói rằng bạn không đủ thông minh, việc đó quá khó, đó là một ý tưởng dở hơi, chưa từng ai làm như vậy cả.
Cuộc sống của bạn là do bạn quyết định, vì thế nếu như bạn chỉ dừng lại ở những suy nghĩ thì thành công sẽ không bao giờ đến. Những nguyên tắc, niềm tin và sự kiên trì sẽ giúp bạn dám làm những điều mình muốn. Nếu như bạn không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Đừng để những ước mơ của bạn lụi tàn theo thời gian. Hãy bắt tay hành động ngay khi những dự định và nhớ rằng hãy đặt cho mình những nguyên tắc trong cuộc sống. Cùng kiên trì và quyết tâm cao để kết thúc công việc dù thành công hay thất bại cũng không phải nuối tiếc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.